Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Luton Town với Arsenal 3 giờ 15 phút ngày 6 tháng 12 năm 2023, vòng 15 ngoại hạng Anh. Nhọc nhằn đánh bại Wolves 2-1 vào cuối tuần qua, Arsenal đã bảo vệ thành công ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh, đồng thời nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 5. Nhiều khả năng, mạch thắng của pháo thủ thành London sẽ chưa dừng lại khi mà họ chỉ phải đến làm khách của tân binh mới lên hạng Luton Town ở vòng đấu tới. Tuy nhiên, không dễ để đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta có thể tạo nên một thắng lợi đậm đà với cách biệt nhiều hơn 2 bàn. Sở dĩ nói vậy là bởi Arsenal luôn thi đấu rất thất thường trên sân khách trong mùa giải năm nay. 6 cuộc viễn chinh gần nhất ở mọi đấu trường đã chứng kiến The Gunners thu về vỏn vẹn 2 chiến thắng và chỉ có đúng một lần thắng kèo châu Á. Tính rộng ra, Martin Odegaard cùng các đồng đội đã chỉ giành được một chiến thắng có cách biệt từ 2 bàn trở lên sau 10 chuyến hành quân xa nhà kể từ đầu mùa. Vậy nên, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ lại gây thất vọng cho nhà đầu tư trong cuộc chạm trán Luton Town. Nhận định trên càng thêm phần củng cố bởi Luton Town là một tập thể tương đối khó chịu khi thi đấu trên sân nhà. Ở 2 lần đón khách gần nhất, Luton Town đã lần lượt cầm hòa Liverpool 1-1 rồi hạ gục Crystal Palace 2-1. Mặc dù đã phải hứng chịu tới 3 thất bại sau 7 lần đón khách trong mùa giải năm nay, nhưng thực tế là Luton Town chưa từng thua với cách biệt nhiều hơn một bàn tại tổ ấm Kenilworth Road. Về phương diện cá cược, thầy trò huấn luyện viên Rob Edwards cũng gây ấn tượng khi thắng kèo châu Á 4 trên 5 trận sân nhà gần nhất. Tuy nhiên, với việc tinh thần đang lên cao cùng với mục tiêu củng cố vị trí đầu bảng xếp hạng, kèm với chất lượng đội hình vượt trội, với kèo châu Á Arsenal chấp 2.0, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Arsenal chấp 2.0 full time. Một giây quảng cáo. Nếu anh em đang có nhu cầu chơi thể thao mạo hiểm thì có thể dành chút ngân sách đăng ký chơi ở Vietmont38 đang có chương trình khuyến mãi 10% một lần nạp mỗi ngày. Tặng 50% cho thành viên mới tại thể thao, slot, casino lên đến 1 triệu đồng, tỷ lệ hoàn trả cao. Tặng 100k khi đăng ký và liên hệ với chăm sóc khách hàng. Khuyến mãi 150% dành cho tân thủ. Link đăng ký ở phần mô tả. Dù đang có phong độ khá tốt trên sân nhà song trước một đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu đang vào form như Arsenal, cơ hội giành điểm của Luton Town quả thực là không nhiều. Với kèo châu Âu anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Arsenal thắng. 6 trên 7 trận sân nhà mùa này của Luton Town xuất hiện kịch bản hai đội ghi bàn, song chỉ một trong số đó khép lại với nhiều hơn 3 lần lưới rung. Phía bên kia chiến tuyến, Arsenal sau 10 cuộc viễn chinh kể từ đầu mùa mới chỉ có đúng một lần duy nhất ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng. 7 trên 10 trận sân khách của Arsenal cũng không vượt mức 3 bàn thắng. Tấn công chắc chắn là lối chơi của Arsenal và trên sân nhà Luton cũng không muốn chịu change. Với kèo tài xỉu 3.25, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu, 3.25 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Luton Town 1 Arsenal 4. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.